Khi mà con biểu diễn cái tiết mục bắn ná đó là chú Quỳnh Linh cảm giác bao nhiêu kỷ niệm nó trở về. Dạ. Cái ná đó là chú Quỳnh Linh luôn nhưng nhuyễn lắm. Có không? Chú từng đi bắn trộm. Ý. Trời ơi, ở dưới quê đó Thành biết không? Mình nhìn trái xoài chín nha. Em đi học ngang thấy liếc để ý nha, một dứt. Trái hai trái. Cái ná sau á liếc qua liếc lại. Bắt rớt cái xoài liền. Cao thủ. Ây chà, đây bắn là cao chim thủ nha. Trời ơi, rớt con chim. Con chim nào mà chú ngắm rồi đó dạ. Là chú bắn một cái con chim đó mà không chết. Thua gì cũng thua hả? Ghê vậy hả? Trời ơi, cao thủ bắn chim nè con. Các em lôi chim ra. Lôi chim ra cho Linh bắn. Có chim đưa đây. Có chim không? Chương trình có chim không? Thật ra đó là cái ná ngày xưa đó mình làm nó phải rộng hơn chút xíu, nó dễ bắn con. Ná này ná nó rất là khó bắn nha. Các bạn phát ná rộng cho Linh luôn. Ná đó hồi xưa chú Linh hay làm cây dúi á con. Em hỏi ngu cây dúi là cây gì? Ở dưới quê nó có cây dúi, nó có hàng rào cây dúi, nó chắc lắm, mình dùng để đánh trỏng nè. Cây dúi nó rất là chắc, làm cái ná nó rất là căng. Dạ. Và lựa cây dúi thẳng nè. Nó chưa cái... là thun thôi chứ đâu có cái vụ đúng này rồi đó. Thun không, làm bằng thun thôi, bắn rất chính xác. Hồi xưa đạn là làm gì anh? Đá là một, lượm đá là một, hai là đi dò viên á, phơi khô, viên tròn nè, đất á. Đất. Đúng rồi, phơi khô, bắn là trăm trận trăm trúng á, thấy con chim là đừng có thoát. Anh tin không? Trên đời nè, em ngồi kế bên anh nha, em ngồi kế như nè, em bắn cũng trật nữa. Sao vậy? Ô, cái gì mà giờ nhắm em dở vậy? Nó rất là khó, nếu mà em bắn mà không trúng chim á là nó sẽ ngược lại trúng em đó. Ghê vậy? Cái ná nè cứ kéo kéo gục nó dội lại. Nó dội lại. Ghê. Nếu không biết bắn là có khi trúng mắt em á. Nhiều khi không trúng con chim trên trời. Đúng rồi. Mà trúng con chim dưới đất. Ở dưới quê á là mấy đứa trẻ con là đứa nào cũng có cái ná này chứ. Dạ. Gần như ná nó là một cái phương tiện để có thể đi bắn cá nè. Dạ. Nổi mấy con cá nổi cá sặc á. Trời ơi. Nổi lên bắn búp là nó lật qua lầy luôn. Đã vậy. Đi bắn chim nè, bắn cá nè. Khoai. Rồi bắn xoài, bắn ổi, bắn mận, nói chung là bắn tất cả những gì mình có thể bắn được. Khoái anh, khoái quá. Dễ thương, có duyên lắm luôn. Ở đây thật ra là cậu này có cái nét lanh lợi như Trấn Thành đó nha. Mà có duyên á. Có duyên với anh Linh. Có duyên dễ xạo luôn. Dạ. Mà có duyên mà đẹp trai nữa. Trời ơi có đồng anh, tiền. Anh ở đây cũng con đứa có duyên lắm, con vợ em. Nó nói anh đi bắn trộm. À. Nó nghe nó tưởng anh là anh hùng trên đường phố đi bắt trộm giùm người ta. Nhưng không phải, anh trộm nhà người ta. Nó tưởng là anh bắn tên trộm. Ủa vậy đó. Dạ. Nhưng không, anh ấy mới là tên trộm em. Anh... Đúng rồi, cái từ nó dễ hiểu lầm lắm. Đúng không, anh đi bắn trộm. Cái tưởng là đi bắt ăn trộm giùm ta. Không, ổng mới là người ăn trộm. Tức là ví dụ như cái cây xoài của người ta. Dạ. Có một trái xoài mình đi ngang thấy nó chín chín, người ta chưa kịp hái đó. Dạ. Mình liếc qua liếc lại là mình cao thủ quá lâm. Mà bắn cái búp rớt xuống là chụp chạy. Thì hỏi nãy em nghe là ủa sao ăn trộm mà ủa bắt ăn trộm mà ăn trộm đó lại chọn cái xoài tay em. Ôi hồi nãy em cũng đổ nó suy nghĩ đó. Sao ăn trộm gì nó ăn trộm xoài tay em nghĩ đây. Sai. Tập chơi, trung chơi, tập trung. Chơi, ngồi giết. Tập trung. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.